Hôn nhân đó là mối quan hệ giữa hai người, mà trong đó thì một người luôn đúng, nhưng còn lại là chồng. Quy tắc số 1, phụ nữ luôn đúng, ngay cả khi họ sai. Không tin à? Hãy tưởng tượng việc bạn trở về nhà sau một ngày làm việc mệt nhoài và chào đón bạn là một mớ hỗn độn. Con cái thì lấm lem, quần áo vương vãi, sàn nhà bẩn, còn bữa tối á, chả thấy đâu cả. Đó, thử bật vợ bạn đi, bạn sẽ hiểu vấn đề ngay đấy. Sự thật thì phụ nữ là người duy nhất đảm bảo mọi việc trong nhà đều hoàn hảo. Đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp, chi tiêu và cả nghìn cái việc không tên khác. Trong khi những ông chồng thì quá ư là đáng chí. Lấy một ví dụ đơn giản là cái việc quét dọn. Chỉ một lần thử giúp vợ dọn nhà thôi, tôi tin rằng vợ mình có một sức mạnh phi thường và vô cùng kiên trì. Thực sự thì đến bây giờ tôi vẫn thắc mắc là cô ấy làm cách gì mà dọn vừa nhanh vừa sạch. Thật là khó hiểu. Rồi phải kể đến việc giặt giũ nữa. Bạn sẽ tặc lưỡi là cứ giặt tự động là xong đúng không? Nhưng phụ nữ thì không thế. Họ là bậc thầy trong việc phân loại, bảo quản chất lượng vải hay là tiết kiệm điện. Và nếu đối với đàn ông, tủ lạnh chỉ gồm ngăn đựng bia và ngăn đá, thì phụ nữ chính là người quản lý mọi thứ còn lại. Dù có mất điện đi chăng nữa, vẫn sẽ có bia lạnh cho bạn và kem cho con, bởi nàng luôn có cách sắp xếp thật đặc biệt. Tóm lại là phụ nữ luôn đúng, họ phức tạp đến lạ lùng, nhưng mà tất cả những gì họ cần đơn giản chỉ là được che chở, mà đó là việc đàn ông làm tốt nhất đúng không? Thế nên là hãy yêu thương người phụ nữ của bạn thật nhiều. Nàng sẽ đảm bảo ngôi nhà bạn trở về mỗi ngày là tổ ấm ngọt ngào và hoàn hảo. Okay.